chào anh em và chào mừng anh em đã cùng quay trở lại vào đây chính là Clickbait Channel. Và trong video ngày hôm nay thì mình sẽ đưa ra cho anh em, và cái video này thì mình phải nói trước đó chính là nó mang cái tính cá nhân rất là cao, bởi vì đây là ý kiến cá nhân của mình và mình không nói chung cũng như là vơ đũa cả nắm. Và các bạn nào có ý kiến khác cũng như là các bạn có ý kiến cá nhân của các bạn thì cứ để lại comment, chúng ta có thể cùng bàn luận chứ không nên là gây war cho nhau. Và trong video này thì mình sẽ show ra đó chính là ba cái món phụ kiện mà dành cho iPhone mà mình nghĩ rằng đây đều là những cái thứ mà thực sự là rất ngớ ngẩn đến từ nhà Apple. Và đầu tiên thì chúng ta sẽ phải nói đến về giá bán. Thì đương nhiên rồi, phụ kiện của Apple cũng giống như giá bán máy vậy, thì nó luôn luôn là rất là đắt đối với những người mà có kinh tế không được là dư giả cho lắm. Còn với những bạn giàu thì mình không bàn cãi nhiều, cũng như đối với những bạn mà khá giả. Thì đầu tiên chúng ta sẽ phải cùng nói đến với thứ tự lần lượt là từ cũ cho đến là mới. Và cũng như các bạn biết rằng thì trước đây thì với iPhone 6, Apple đã cho ra mắt một cái mẫu case hay gọi là ốp lưng, và nó có khả năng đó chính là sạc rồi các bạn. Và đã có rất là nhiều những YouTuber khác đã show cũng như là review cái case này rồi. Và với cá nhân mình đánh giá thì đây là một cái mà nó khá là tù, với mức giá thì nó thực sự là đắt nữa, cho khoảng là hơn 1 hay là 2 triệu đồng gì đó mà cái thời điểm mà nó ra mắt. Và bây giờ thì mình thấy rằng nó cũng chả có ở đâu, nó bán hiếm lắm và mức giá thì nó vẫn cao như thường. Và với cái sản phẩm này thì chúng ta đúng là có thể sạc được, nhưng thứ nhất thì chúng ta sẽ phải bắt buộc là có một cái thiết kế nó nặng hơn, cầm phải cực kỳ là khó chịu, và nó có một cái gù lên ở giữa lưng ấy, trông nó mất đi cái tính thẩm mỹ rất là nhiều. Và cái thời gian để có thể là sạc cũng như là cái thời lượng ở trong cái cục pin đó thì mình đánh giá nó cũng không cao, nó rất là ít, không bằng chúng ta bỏ ra số tiền ít hơn khoảng độ là 1/4 cho đến là 1/5 giá mà đã có được một cái cục sạc dự phòng nó tốt hơn, cũng như là nó có một cái dung lượng lớn hơn rất là nhiều. Đấy là cái sản phẩm đầu tiên. Và chúng ta sẽ cùng đến với cái sản phẩm thứ hai thì mình cũng phải nói đến cho các bạn, đó chính là cái chiếc jack 3.5mm. Tại sao mình lại nói như vậy? Thì đúng là trên iPhone 7 cũng như là những dòng sản phẩm sau này thì họ đã lược bỏ đi đó chính là jack 3.5mm. Và điều này thì gây khá là nhiều những cái lùm xùm cũng như là rất là nhiều người khó chịu về cái vấn đề này. Đây không phải là cá nhân mình mà mình thấy rằng là có rất là nhiều bạn kêu, nhưng cũng không phải là ai cũng kêu cả. Và cái vấn đề này thì Apple đưa ra một cái lý giải, đó chính là làm cho cái chiếc máy của chúng ta có thể là mỏng hơn. Nhưng mình thấy rằng so với những dòng sản phẩm ví dụ như iPhone 7 so với iPhone 6S, nó mỏng hơn nhưng không đáng là bao nhiêu cả. Và mình nghĩ rằng cũng không đáng để có thể là đánh đổi đi cái jack 3.5mm, nhất là đối với những bạn mà hay sử dụng nhiều cái tai nghe cũng như nghe nhiều cái loại tai nghe. Thì mình thấy rằng đây sẽ là một cái điều hết sức là hạn chế đối với những người như vậy. Mình cũng là một phần trong những cái số bạn như thế, và mình chơi cực kỳ là nhiều tai nghe, và mình cảm thấy rằng khi mà dùng cái jack 3.5mm này thì thứ nhất là các bạn không thể vừa nghe nhạc mà vừa sạc máy được, và cái thứ hai là chúng ta sẽ bị hạn chế đi rất là nhiều chất lượng âm thanh đến từ cái tai nghe hiệu xịn mà chúng ta mua chẳng hạn đó. Và các bạn sẽ phải dùng, nếu muốn một cái âm thanh tốt nhất thì nên dùng cái tai nghe gốc của iPhone 7 trở đi, nó có cái cổng jack Lightning luôn. Và cái sản phẩm cuối cùng mình muốn nhắc trong cái danh sách này thì đó chính là, các bạn biết cái gì không, là cái home button ở trên iPhone X. Cái mà để mà các bạn lắp vào iPhone X nếu như mà muốn có nút home mà nó sẽ chứa luôn cả cổng sạc cũng như là jack tai nghe ở dưới đó. Và cái này thì các bạn có thể thấy rằng nó khá là tù, khi mà việc các bạn tự dưng dựng đút vào một cái cục ở dưới đít máy làm cái thẩm mỹ máy nó xấu đi khá là nhiều, và chúng ta chỉ để là thêm một cái nút home lại còn không có cảm biến vân tay cơ. Mà đã thế ở dưới nó cũng chỉ có một cái cổng jack 3.5mm và một cái cổng sạc Lightning. Và các bạn biết điều gì không, khi mà các bạn lắp cái cục này vào ấy, thì loa ngoài của bạn lập tức là biến mất luôn, tức là các bạn sẽ không có loa ngoài nữa mà sẽ chỉ có thể là cắm tai nghe để có thể nghe nhạc mà thôi. Và cái điều này gây khá là nhiều khó chịu, và chắc chắn là mình sẽ không bao giờ mua cái này rồi. Và cái này thì các bạn có thể một cái lợi ích, đó chính là các bạn vừa nghe nhạc bằng tai nghe mà vừa có thể là sạc máy. Nhưng mà một cái hạn chế đó chính là các bạn sẽ không sử dụng được loa ngoài, cũng như là nó sẽ gây cho các bạn một cái thẩm mỹ khá là xấu. Đấy là đối với cá nhân mình là như vậy, không biết là các bạn có thấy cái này đẹp hay là không, nhưng mà mình thấy nhiều người kêu lắm. Và trên đây thì đó chính là ba cái mẫu phụ kiện đến từ nhà Apple, và mình cho rằng nó khá là đắt đỏ này, và nó cũng không đem lại quá là nhiều lợi ích để dành đến cho người dùng, mà một phần nào đó thì nó còn gây khó chịu cũng như là kém thẩm mỹ hơn dành đến cho những người sử dụng những cái dòng sản phẩm iPhone. Các bạn nghĩ sao thì đừng quên để comment ở phía bên dưới nhé. Và mình sẽ phải nhắc lại, đó chính là đây là một video hết sức là mang cái ý kiến cá nhân, và mình không bao trùm tất cả mọi người, và đây chỉ là ý kiến của riêng mình mà thôi. Còn các bạn có những ý kiến như thế nào thì cứ để lại comment, chúng ta sẽ cùng bàn luận. Còn đến đây thì video xin kết thúc, và xin chào, hẹn gặp lại tất cả các bạn trong các video lần sau.